Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn cho các bạn cách để phá vỡ chữ ở trong phần mềm ZWCAD. Nói cách khác, đây là một cách chuyển đổi từ dạng chữ sang dạng polyline. Thì để mà gọi được lệnh này thì chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh là txt explode, viết tắt là txt exp. Thì bây giờ mình sẽ thao tác cho các bạn. Giả sử ở đây mình sẽ viết ra một cái chữ ZWCAD không bất kỳ nhé. Đó, thì các bạn thấy ở đây là chữ nó đang hiện tại là đang là theo dạng là nét, đúng chưa? Bây giờ mình sẽ chuyển đổi tất cả những cái dạng chữ này sang cái dạng là polyline, tức là dạng đường, kiểu đường. Thì các bạn sẽ sử dụng cái lệnh là txt exp. Đó. Các bạn sẽ chỉ với chữ đấy hoặc có thể là khoanh đi. Đó, và ấn cắt. Thì khi đó thì cái dạng chữ theo dạng nét nó sẽ chuyển thành dạng đường này các bạn. Đó, thì cái này rất là hữu ích trong quá trình mà mình như là gia công CNC chẳng hạn. Đó. Theo dạng chữ. Ok. Thì ngoài cái cách sử dụng phím tắt là TXT FP ra thì chúng ta có thể là sử dụng những phím ở trên thanh giao diện. Ở giao diện dạng ribbon thì chúng ta sẽ không có cái phần lệnh txt đó, mà chúng ta sẽ vào cho mình cái lệnh là ZWCAD Classic. Các bạn tìm đến cho mình cái thanh là express này, text này, và tiếp theo đó là convert line to plane, convert text to plane. Đây, mình sẽ làm lại cho các bạn nhé. Mình sẽ gõ lại ZWCAD. Sau đó là mình sử dụng cái lệnh là text. Đây, khoanh chữ này, ấn cách và chúng ta sẽ được cái kết quả. Sẽ rất nhiều bạn sẽ bảo là tôi sử dụng cái lệnh là explode không có được không? Thì câu trả lời là không nha các bạn. Nếu như các bạn sử dụng lệnh explode này, các bạn khoanh vào đây thì phần mềm nó không có cho ra cho mình cái kết quả tương ứng, mà phải sử dụng đúng cái lệnh là text explode nha. Đó. Ok, thì các bạn cứ thử đi em, nếu như mà không được thì hãy comment ở một phía dưới trong video này để mình có thể hỗ trợ thêm cho các bạn nha. Bye bye và hẹn gặp lại.